Dạ em xin chào toàn thể quý anh chị, rất vui được gặp lại quý anh chị trong video tiếp theo của kênh Rau Sạch Nhà Trồng ha mấy anh chị ha. Thì hôm nay em có xin được một ít rau thừa từ cô bán rau ngoài chợ ha mấy anh chị ha. Và đây là vỏ trứng em xin ở tiệm bánh gần nhà ha mấy anh chị. Và với video hôm nay em xin chia sẻ đến quý anh chị cái cách mà mình ủ cái rác thải nhà bếp ha mấy anh chị ha. Cái rau thừa, rác thừa nhà bếp cùng với cái vỏ trứng này thành một cái hỗn hợp đất cực kỳ tốt ha, giàu chất dinh dưỡng để mình trồng rau sạch, mình trồng cây ăn trái cho gia đình ha mấy anh chị ha. Rồi thì bây giờ em mời quý anh chị cùng đi thực hiện với em ha mấy anh chị. Dạ thì nguyên liệu thì bao gồm mình có rác thải ha mấy anh chị ha, rau củ quả của gia đình mình ở mỗi bữa ăn mình còn dư á, mình bỏ ra thì mình sử dụng lại ha mấy anh chị ha. Cái này là vỏ trứng gà, vỏ trứng vịt hay là vỏ trứng gì cũng được ha mấy anh chị ha. Một cái thùng để mình tiến hành mình ủ cái đất này và một ít đất ha mấy anh chị ha. Dạ trước tiên thì quý anh chị sẽ cắt nhỏ cái rác thải này ra ha mấy anh chị, cái rác nhà bếp của mình ra cho nó nhỏ ra, càng nhỏ thì nó sẽ càng nhanh phân hủy ha mấy anh chị. Mấy anh chị để nguyên cũng được, nhưng mà để nguyên thì nó lâu phân hủy hơn ha, nên mình sẽ cắt nhỏ nó ra thì nó sẽ nhanh phân hủy hơn. Dạ thì em đã cắt nhỏ các cái rác thải này ra hết rồi mấy anh chị ha. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái rác thải này và cái vỏ trứng gà này vào thùng để chúng ta ủ làm phân hữu cơ ha mấy anh chị. Dạ thì có một điều mà quý anh chị cần lưu ý giùm cho em, đó là cái thùng mà để chúng ta ủ thì chúng ta phải đục lỗ như thế này ha mấy anh chị ha, để khi mà chúng ta tưới nước vào cho nó ẩm rác trong cái thùng á thì nó sẽ thoát ra ngoài được, nó không có động lại trong cái thùng, nó gây thối ha mấy anh chị. Dạ thì trước tiên quý anh chị sẽ cho xuống dưới đáy thùng giùm cho em một lớp đất mỏng ha mấy anh chị ha. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành cho cái rác thải mà chúng ta vừa cắt nhỏ vào. Quý anh chị sẽ nén chặt xuống cho em một tí xíu. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái vỏ trứng gà này, chúng ta bóp nhuyễn ra ha mấy anh chị. Bóp nhuyễn ra và chúng ta cũng rải đều ha. Quý anh chị cũng có thể giã cho nó nát, càng nhuyễn ra càng tốt thì nó sẽ càng nhanh phân hủy ha mấy anh chị ha. Sau đó quý anh chị lại tiếp tục cho lên cho em một lớp đất ha, dày thì khoảng tầm 4-5 cm là được ha mấy anh chị. Sau đó thì chúng ta tiếp tục cho lớp thứ hai vào ha mấy anh chị ha. Và cứ như thế quý anh chị cứ cho đến khi nào mà hết rác thải thì thôi. Hết thùng này thì lại chuyển qua thùng khác ha mấy anh chị. Thì khi mà cái rác thải nhà bếp, các cái rau xanh thừa dư của mình mà nó phân hủy thì nó sẽ cung cấp cho đất của mình rất là nhiều vitamin ha, đạm và các loại khoáng chất rất là cần thiết ha mấy anh chị. Dạ rồi, tiếp theo em sẽ cho cái vỏ trứng gà vào. Thì cái vỏ trứng gà đây thì cái thành phần chính của nó là chủ yếu là canxi ha mấy anh chị. Nó sẽ rất là tốt cho đất của mình, nó sẽ giúp cho đất của mình tơi xốp nè, và cung cấp canxi cho cây trồng của chúng ta, đặc biệt là những cây cho trái ha, như là bầu, bí, mướp, cà chua, dưa leo vân vân thì nó rất là tốt ha. Tại vì những cây cho trái thì nó rất là cần canxi. Rồi chúng ta cũng sẽ bóp nhuyễn ra và rải đều ra ha mấy anh chị. Và rồi sau cùng thì quý anh chị sẽ cho lên trên mặt cho em một lớp đất mỏng như vậy nữa là xong ha. Dạ rồi thì sau khi mà mình cho hết các cái rác thải cũng như là trứng gà vào trong này rồi thì bây giờ mình sẽ tưới thật là ẩm cái thùng ủ của mình ha mấy anh chị. Xong rồi mình sẽ kiếm một vị trí nào mà ít cái đụng chạm tới để mình để mình cất nó vào ha, để mình chờ cho nó phân hủy ha mấy anh chị. Mấy anh chị có thể để ngoài nắng, cũng có thể để trong mát, không sao hết ha. Có thể đậy lại và cũng có thể không ha, tại vì mình có đất mình phủ lên thì nó sẽ không bay mùi hôi lên nha mấy anh chị. Và cái thứ hai là mình có đục lỗ phía dưới cho nên nước nó thoát hết, nó sẽ không gây ung lên, nó sẽ không gây thối đâu ha.
mình không dùng bất cứ một cái chất nào để ủ vào trong đây ha mấy anh chị ha, mình chỉ ủ tự nhiên thôi. Dạ em xin chào buổi sáng toàn thể quý anh chị ha. À, đây là cái thùng xốp mà hôm bữa chúng ta chôn rác nhà bếp với vỏ trứng vào đây với anh chị. Hôm bữa thì chúng ta chôn nó cao tới đây, nhưng mà hôm nay thì nó phân hủy và nó hạ xuống còn dưới đây ha, nó hạ xuống khoảng bao nhiêu đây em anh chị ơi. Bây giờ em sẽ xới lên cho quý anh chị coi thử là cái rác nhà bếp nó phân hủy hết chưa ha mấy anh chị. À, đến hôm nay là đã được đúng 30 ngày mấy anh chị, đúng một tháng ha. Rồi bây giờ em sẽ xới cái đất lên ha mấy anh chị ha. Ô trùng rồi mấy anh chị. Đó, mình chôn rác nhà bếp thì nó rất là nhiều trùng mấy anh chị ơi. Mình xới lên rất là nhiều ha. Nhiều quá thì cũng không ảnh cũng không đánh được cái sự chết chóc ha mấy anh chị. Nó ảnh hưởng. Vỏ trứng thì vẫn chưa phân hủy hết ha mấy anh chị. Vỏ trứng thì vẫn còn. Nhưng mà cái phần rác nhà bếp thì hầu như đã hết rồi. Trong này chặt quá, chắc để đem đổ ra luôn cho mấy anh chị xem. Trùng nhiều ghê không mấy anh chị? Đem đổ ra luôn ha. Dạ đây quý anh chị, em thấy vỏ trứng thì nó vẫn chưa phân hủy ha. Nhưng mà cái rác nhà bếp thì hầu như nó đã phân hủy hết rồi. Đất rất là tơi xốp anh chị, mà anh chị thấy dung nè. Rất là nhiều dung ha. Quý anh chị có thấy không? Này, đất rất là nhiều dung anh chị. Đó. Tơi xốp nữa. Hầu như rác nhà bếp thì bây giờ mình không còn thấy nữa anh chị. Nhưng mà cái vỏ trứng thì vẫn còn ha. Vỏ trứng đây thì nó cấu tạo từ canxi là chủ yếu cho nên là nó khó phân hủy hơn. Chắc phải ủ thêm một thời gian nữa thì cái vỏ trứng này nó mới phân hủy được. Em thấy cái vỏ trứng nó cũng bắt đầu hơi mục rồi. Dạ thì trong cái thời gian mà quý anh chị ủ thì quý anh chị nhớ tưới nước thường xuyên cho cái đất của mình nó ẩm ha, để cho nó nhanh phân hủy cái rác ha anh chị. Dạ rồi, bây giờ em sẽ cho cái đất này vào lại trong cái thùng để em trồng cây ha. Đất này thì chúng ta không cần phải trộn thêm phân bón hay gì ha mấy anh chị, tại vì nó đã có khá là nhiều chất dinh dưỡng từ cái rác nhà bếp phân hủy ra. Dạ đây mấy anh chị ơi, em đã bắt ra được một ít dung đất ha. Mình chỉ ủ một cái thùng rác nhà bếp nhỏ mà nó sinh ra được bấy nhiêu dung rồi mấy anh chị thấy nhiều ghê không? Thì có một số anh chị hỏi em làm sao đất có dung, thì đây cũng là một cách để là tạo dung cho đất ha. Quý anh chị có thể phân bổ ra các cái chậu cây khác nếu không có ha. Bây giờ mình lấy vài ba con mình đem bỏ ra những chậu cây khác thì vài tháng vài tuần nữa nó sẽ sinh ra rất là nhiều. Bây giờ em sẽ trồng cái bụi hành này ha anh chị. Đây là một cái gốc hành em ôm từ cái gốc hành mà em mua ngoài chợ về, hôm nay nó cũng đã bắt đầu sống rồi. Bây giờ em sẽ trồng nó vào cái thùng lớn này ha anh chị ha. Rồi cái dung này á, thì tại vì mình những cái chậu của em nó có nhiều nên em cho cái dung này vào đây luôn, không có chia ra các cái chậu khác ha. Quý anh chị nếu những cái chậu khác mà nó ít dung thì mấy anh chị có thể chia nó ra các cái chậu khác. Em thì em rải ra đây. Đó, một lát nữa nó sẽ tự chui xuống đất ha mấy anh chị. Rồi em sẽ trồng bụi hành này vào đây ha anh chị. Nó còn hơi yếu nên chúng ta sẽ cắm cho nó một cái cây ha. Rồi chúng ta cột đỡ nó lên. Rồi em trồng xong cái hành luôn rồi mấy anh chị ơi. À, đất này thì quý anh chị không cần phải thêm phân bón gì nha, tại vì nó rất là giàu chất dinh dưỡng rồi. Rồi bây giờ cho em xin kết thúc video tại đây luôn ha mấy anh chị. Em cảm ơn quý anh chị rất là nhiều đã xem video. Nhớ like video cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ em với nha mấy anh chị. Em xin kính chúc quý anh chị một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại quý anh chị trong các video lần sau nhé.